chương 8. Sự khôn ngoan, há chẳng kêu lên sao. Sự thông sáng, há không vang tiếng mình ra ư. Sự khôn ngoan, đứng trên chó các nơi cao, ngoài đường, tại các ngã tư, gần bên cửa thành, tại nơi vào thành, ở chỗ đông trong cửa thành. Sự khôn ngoan la lên rằng, hỡi loài người, ta kêu gọi các ngươi, và tiếng ta hướng về con cái loài người. Hỡi kẻ ngu muội hãy hiểu sự khôn khéo hỡi kẻ dạ dột, lòng ngươi khá nên thông sáng. Hãy nghe, vì ta sẽ nói điều tốt lành. Ta hở môi ra, mà dạy điều ngay thẳng, vì miệng ta sẽ nói chân thật, còn môi ta ghét sự gian ác. Các lời miệng ta đều xưng hiệp sự công bình, trong nó chẳng có điều chi cong vại hoặc gian tà, thấy đều rõ ràng cho người nào hiểu biết và ngay thẳng cho người nào tìm được sự tri thức khá nhận sự khuyên dạy ta. Chớ lãnh tiền bạc, thà lãnh sự tri thức hơn là vàng chọn lựa. Vì sự khôn ngoan có giá hơn châu Ngọc và các vật mình ưa thích hơn hết, chẳng sánh bằng nó đặng. Ta là sự khôn ngoan, đồng ở với sự thông minh và tìm được sự hiểu biết và sự dễ dặt. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác. Ta ghét sự kiêu ngạo, sất sượt, con đường ác và miệng gian tà mưu luận và sự thông thạo đều thuộc về ta ta là sự thông sáng năng lực vốn thuộc về ta nhờ ta các vua cai trị và những quan trưởng định sự công bình nhờ ta các quan trưởng người tước vị và các quan xét thế gian đều quản hạt ta yêu mến những người yêu mến ta phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta sự giàu có sự tôn trọng của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đổi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa, về thời Thái Cổ trước khi chưa dựng nên muôn vật, thì Ngài đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, thì ta đã sinh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập nên và các gò nổng chưa có, trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất đồng ruộng và cho bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sinh ra rồi. Khi Đức Chúa trời lập các tầng trời và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó. Khi Ngài làm cho kiên cố các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển để nước không tràn phạm điều răng của Ngài, và khi Ngài lập nên trái đất, thì ta ở bên Ngài làm thở cái. Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài và thường thường vui vẻ trước mặt ngài. Ta lấy làm vui vẻ về chỗ có người ở trên trái đất của ngài và sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. Vậy bây giờ các con ơi, hãy nghe ta. Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay. Khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan chứ nên từ chối nó. Người nào nghe lời ta hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hãy ai tìm được ta, thì gặp sự sống, và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Nhưng ai phạm đến ta, làm hại cho linh hồn mình. Còn kẻ nào ghét ta, ác ưa thích sự chết. Chương 18 Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Sét-rôn tại đó có một cái vườn. Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. Và Juda là kẻ phản ngài cũng biết chỗ này vì Đức Chúa Giêsu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy Juda lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pharisi sai đến cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Đức Chúa Giêsu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: Các ngươi tìm ai? chúng trả lời rằng tìm giê -xu người Nazareth. Đức Chúa giê -xu phán rằng, chính ta đây. Juda là kẻ phản ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giêsu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa, các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng tìm Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu lại phán: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ này đi. Ý để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán. Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Bây giờ, Simon Fierro có một thanh gươm bèn rút ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm chém đứt tay bên hữu. Đầy tớ đó tên là Mang Chu. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng Fierro rằng, Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ. Ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Bây giờ cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Judah bắt Đức Chúa Giêsu trói lại. Trước hết chúng giải ngài đến Anne, vì người này là ông gia Cai Phe làm thầy cả thượng phẩm đương niên. Và Cai Phe là người đã bàn với dân Judah rằng thà một người chết vì dân thì ít hơn. Simon Fierre với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Giêsu. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm nên vào với Đức Chúa Giêsu trong sân thầy cả thượng phẩm xong Pierre đứng ngoài gần bên cửa môn đồ kia tức là người quen với thầy cả thượng phẩm đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa rồi đem Pierre vào Bây giờ con đòi đó tức là người canh cửa nói cùng Pierre rằng còn ngươi cũng là môn đồ của người đó phải chăng người trả lời rằng ta chẳng phải các đầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh nhúm một đống lửa rồi đứng gần một bên mà sưởi Phi-a-rơ đứng với họ và cũng sửa. Vậy thì cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giêsu về môn đồ ngài và đạo giáo ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ, ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ là nơi hết thảy dân đa nhóm lại, chứ ta chẳng từng nói kín dấu điều gì. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ, những kẻ đó biết điều ta đã nói. Ngài đương phán như vậy. Có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó cho Ngài một vả mà rằng, Ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, Ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quý cho ta xem. Nhật bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Anh e bèn sai giả Đức Chúa Giêsu vẫn bị trói đến cai phe là thầy cả thượng phẩm. Vả lại, Simon Fierro đương đứng sưởi đằng kia, thì có kẻ hỏi người rằng, Còn ngươi, ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng, ta không phải. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Fierro chém đứt tai, nói rằng, Ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Fierro lại chối một lần nữa, tức thì gà gái. Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Giêsu từ nhà cai phe đến trường án, bây giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy Phi Lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng, các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng, ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi Lát bèn truyền cho chúng rằng, các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình người Juda thưa rằng, chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Giêsu đã phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giêsu đến mà hỏi rằng, chính ngươi là vua dân Juda phải chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng, nào có phải ta là người Juda đâu. Dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Vậy ngươi đã làm điều gì? chú Chúa Giêsu đáp lại rằng, Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Juda. Nhưng hiện nay, nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phía lát bạn nói rằng, thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi Lát hỏi rằng, lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy rồi lại đi ra đến cùng dân Juda mà rằng, ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường hãy đến ngày lễ vượt qua thì ta tha cho các ngươi một tin tù vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng, đừng tha nó, nhưng tha Baraba. Và Baraba là một kẻ trộm cướp. Chương 3 Salomon kết thân với Pharaon vua Egypto, cưới con gái người, rước nàng về thành David, đợi xây cất xong cung điện riêng mình, đền của Đức Giê-hô-va và tường thành chung quanh Jerusalem dân sự hãy còn dân của lễ trên các nơi cao, vì cho đến bấy giờ chưa có xây cất đền nào cho danh Đức Giê-hô-va. Salomon kính mến Đức Giê-hô-va và đi theo các luật lệ của David cha mình, song người dân của lễ và sông hương tại trên nơi cao. Vua đi đến Gabaon, đặng dân của lễ tại đó, vì nơi cao ấy là trọng nhất trên bàn thờ đó Salomon dâng một ngàn con sinh làm của lễ thiêu. Tại Gabaon lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon trong cơn chim bao và phán với người rằng, Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi. Salomon thưa rằng, Chúa đã lấy ơn lớn đãi kẻ tôi tới Chúa là David cha tôi theo như người lấy sự trung tín, sự công bình và lòng ngay trọn vẹn mà đi trước mặt Đức Giê-hô-va. Lại, Chúa có giữ ơn lớn ấy cho người, mà ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người, y như đã có ngày nay. Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi! Bây giờ, Chúa đã khiến kẻ tôi tới Chúa trị vì kế David là cha tôi. Nhưng, tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ chẳng biết phải ra vào làm sao kẻ tôi tới chúa ở giữa dân của chúa chọn là một dân đông vô số không thể đếm được vậy xin ban cho kẻ tôi tới chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự ngài và phân biệt điều lành điều dữ vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của chúa lời của salomon đẹp lòng chúa vì người đã cầu xin sự đó đức chúa trời phán với người rằng bởi vì ngươi đã cầu xin điều này mà không xin sự sống lâu không xin sự giàu có cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán này ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng đến đổi trước ngươi chẳng có ai bằng và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang vả lại ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin tức là sự giàu có và sự vinh hiển đến đổi trọn đời ngươi trong vòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi lại nếu ngươi đi trong đường lối ta gìn giữ luật pháp và điều răn ta như david cha ngươi đã đi thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm Bây giờ, Salomon thức dậy, thấy là một điềm chim bao. Người trở về Jerusalem, đứng trước mặt hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, dân của lễ thiêu cùng của lễ thù ân, và đãi tiệc cho hết thảy tôi tớ mình. Bây giờ, có hai con bợm đến cùng vua, đứng trước mặt vua. Một đứa nói, Chúa tôi ôi, người đàn bà này và tôi ở chung nhau một nhà, và tôi đẻ bên người trong nhà đó, sau ba ngày, người này cũng đẻ. Chúng tôi ở chung nhau. Chẳng một người lạ nào ở với chúng tôi trong nhà. Chỉ có hai chúng tôi ở đó mà thôi. Lúc ban đêm, con trai của người này chết bởi vì người đã nằm đè trên nó. Đêm khuya, người chổi dậy và trong khi con đòi vua ngủ thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi mà để nó nằm trong lòng mình rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi sáng sớm tôi thức dậy đặng cho con trai tôi bú thì thấy nó đã chết nhưng sáng rõ tôi nhìn nó kỹ càng thấy chẳng phải là con trai tôi đã đẻ người đàn bà kia trả lời rằng không phải vậy vì đứa sống là con trai tao đứa chết là con trai mày song đàn bà này nói không phải vậy đâu đứa chết là con trai mày còn đứa sống là con trai tao hai người cãi nhau như vậy trước mặt vua vua bèn phán rằng người này nói đứa còn sống là con trai tao và đứa chết là con trai mày người kia nói không phải vậy đâu song con trai mày ấy là đứa chết và con trai tao ấy là đứa sống vua bèn tiếp rằng vậy hãy đem cho ta một cây gươm người ta đem cho vua một cây gươm vua lại phán hãy chia đứa trẻ sống làm hai phân nửa cho người này và phân nửa cho người kia nhưng mẹ của đứa trẻ sống vì gan ruột cảm động thương yêu con mình bèn tâu với vua rằng ôi chúa tôi xin hãy cho người kia con trẻ sống chớ giết nó nhưng người kia nói rằng nó sẽ chẳng thuộc về tao cũng chẳng thuộc về mày hãy chia nó đi bây giờ vua cất tiếng phán rằng hãy cho người này đứa trẻ sống chớ giết nó ấy là mẹ nó cả israel đều nghe sự đoán xét mà vua đã làm, thì bắt kính sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, đặng sự đoán công bình. Chương 4 Vua Salomon trị vì trên cả Israel. Này là các triều thần của người. Asaria, con trai thầy tế lễ Sa Đốc, Eli-Oreb và Ahia, con trai của Shisha, làm ký lục. Jehoshaphat, con trai ahilut làm thủ bộ benaya con trai jehoiada làm tổng binh sadok và abitha làm thầy tế lễ asaria con trai nathan làm đầu các quan lại sabut con trai nathan làm tể tướng và là bạn của vua ahisha làm quan cai cung điện và adoniram con trai abda coi việc cống thuế Salomon có 12 hai người làm đầu quan lại cai trị cả Israel để cung cấp lương thực cho vua và cho nhà vua mỗi người trong một năm phải cung cấp một tháng này là các tên họ con trai Hurer coi về trong núi Ephraim con trai Deke coi về Makat Sa Albim và Elon của Beth-hanan. con trai Heset coi về Aruboth người coi luôn sô cô và cả xứ hê con trai abinadab coi cả đồng cao đô rơ ta Phát, con gái salomon là vợ người ba ana con trai ahilut coi tha Megido megiddo và cả xứ bết ở gần sạc hang dưới gitreen từ bết ê -e sang cho đến abin mehola và cho đến khỏi bên kia dốc Me'am. Con trai Gebe, ở tại Ramoth của ác người coi thôn Jairer ở trong giai Jairer là con trai của Manashe. Người cũng cai trị miền gốp trong Ba Sang. 60 thành lớn có tường thành và then cửa đồng. Ahinadab, con trai Ido, ở tại Mahanaim. Ahimad, trong địa phận Neptali. Người cũng cưới một con gái của Salomon làm vợ tên là Bách Mát. Ba Anna, con trai Hushai ở trong xứ A-xe và Alot. Jehoshaphat, con trai Faruak coi về Isaka. Shimei, con trai Ela coi về Benjamin. be con trai Uri coi về xứ ác Thuở xưa vốn là xứ của Shi-hôn, vua dân Amorit và của ốc vua Ba Sang. Chỉ có một mình người làm đầu quan lại coi về cả miền này. Dân Juda và Israel đông như cát trên bờ biển, ăn uống và vui chơi. Salomon cai trị trên các nước, từ sông Cái cho đến xứ Philippines, cho đến ranh Egypto. Các nước ấy đều tiến cống và phục Salomon trọn đời người. Lương thực của nhà Salomon cần dùng trong mỗi ngày là 30 cô rơ bột miếng lọc và 60 cô rơ bột miếng thường, 10 con bò mập, 20 con bò nơi đồng cỏ và 100 con chiên, không kể nai đực, hoàng dương, cà tông và vịt gà nuôi mập. Vả lại, Salomon cai trị trên các xứ ở bên này sông, trên các vua của mấy xứ đó từ Tiếp Sắc cho đến Gaza, và người hòa hảo với các dân ở bốn phía. Trọn đời vua Salomon trị vì dân Judah và Israel ăn ở yên ổn vô sự từ Dan cho đến Beersheba, ai nấy đều ở dưới cây nho và cây vả mình. Salomon có bốn vạn tàu để ngựa gác xe và một vạn hai ngàn lính kỵ. Các người làm đầu quan lại mỗi người một tháng lo sắm sửa đồ cần dùng cho vua salomon và cho hết thảy những người được nhận tiếp nơi bàn vua chẳng thiếu chi hết họ theo phiên mình mỗi người sắm sửa đem đến nơi vua ở lúa mạch và rơm cho ngựa dùng để kéo và để cởi đức chúa trời ban cho salomon sự khôn ngoan sự thông sáng rất cao cùng lòng rộng rãi như cát trên bờ biển sự khôn ngoan của salomon trỗi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương đông và sự khôn ngoan của người Egypto. Người khôn ngoan hơn mọi người, khôn ngoan hơn Ethan, người rahít hơn Hê-man, Canh Côn và Đạt Đa là các con trai ma hôn. Danh tiếng người đồn ra trong các dân tộc chung quanh. Người nói ba ngàn câu châm ngôn và làm một ngàn năm bài thơ. Người luận về cây cối, từ cây bá hương của Liban cho đến chùm kinh giới mọc ra nơi vách người cũng có luận về loài vật chim loài côn trùng và cá có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của salomon và các vua ở thế gian mà đã nghe nói về sự khôn ngoan của người đều sai sứ đến